Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, câu chuyện doanh nhân mà Diễn đàn chia sẻ với quý vị trong lần này là một vị doanh nhân xuất thân từ một kỹ sư hóa chất. Thời điểm ra ngoài thành lập doanh nghiệp riêng, anh đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng thế giới tại Việt Nam. Thế nhưng anh quyết ra ngoài thành lập doanh nghiệp bởi muốn chứng minh bất cứ vinh quang nào người nước ngoài làm được, người Việt Nam đều có thể. Và đến nay, sau hơn 10 năm, doanh nghiệp của anh đã trở thành một trong những công ty xuất khẩu đáng tin cậy của các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Canada. 10 năm dấn thân vào thương trường là không biết bao nhiêu sóng gió. Và hôm nay, anh sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với quý vị. Xin mời quý vị đến với khách mời của chương trình, anh Lê Văn Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến gỗ Tường Văn. Xin chào anh Minh. Xin chào MC xinh đẹp. Xin chào khán giả đài truyền hình VITV. Tôi xin được bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. Thưa ông, thì tôi muốn bắt đầu câu chuyện với ông bằng một chia sẻ của ông mà tôi cảm thấy rất thú vị. Đó là việc ông quyết định ra ngoài thành lập doanh nghiệp riêng chỉ vì muốn chứng minh cho người nước ngoài biết rằng là vinh quang nào người nước ngoài làm được thì người Việt Nam cũng làm được. Ông vui lòng chia sẻ là ở thời điểm đó ông gặp vấn đề gì hay là ông trải qua vấn đề gì mà ông đã quyết định, có quyết định như vậy? Thì suốt cái quãng đời trên 10 năm đi làm thuê cho các công ty nước ngoài thì tôi cũng đã tích lũy được cũng khá nhiều kinh nghiệm, học tập được từ họ. Nhưng có một điều tôi trăn trở là cái người cấp trên của tôi đó, thì anh là người Nhật, anh cũng hay thường phàn nàn là nhân viên của mình như thế này, nhân viên của mình người Việt Nam là thế này. Thì khi đó thì thật tình mà nói thì tôi cảm thấy rất là tự ái vì cái không lẽ dân tộc Việt Nam mình lại đi làm thuê lại bị cứ chê mãi như vậy. Và tôi nghĩ thôi, bây giờ phải có một chọn một con đường mình đi, chọn con đường để chứng tỏ cái năng lực của mình và chứng tỏ rằng là nếu người ta làm được thì người Việt Nam mình cũng làm được. Dù lúc đó là tôi phải bắt đầu lại từ đầu, start cho một công việc mới. Thì cái công việc anh bắt đầu là cái cụ thể là công việc gì ạ? Khi đến năm 2007 thì tôi đã quyết định tôi dừng công việc ở công ty nước ngoài và tôi ra mở một cái công ty về đồ gỗ. Tôi mua lại một công ty đồ gỗ của người Đài Loan phá sản. Và tôi bắt đầu công việc đồ gỗ từ đó cho đến nay. Lúc đó thì cái chi phí cho cái việc mua cái doanh nghiệp đó lại của ông thì nó có cao không ạ? Cho thời điểm đó thì cái chi phí đó đối với túi tiền của tôi thì rất cao. Tôi phải huy động vốn và tôi phải mời gọi một người bạn cùng hợp tác với nhau. Thì trong cái công ty tôi lúc đó thì có cả 3 cổ phần để chúng tôi bắt đầu ngay từ đầu. Thì cái chi phí để vận hành nó cũng rất là eo hẹp. Thì trong 3 cộng sự đó thì chỉ có tôi và một anh bạn cùng làm chung công ty là trực tiếp điều hành. Còn một người còn lại thì người ta ít có tham gia. Khi mà một kỹ sư hóa chất ra ngoài điều hành doanh nghiệp như vậy thì nó có dễ dàng không thưa ông? Lúc đầu thì tôi cũng rất mơ hồ. Giống như là mò kim đáy biển. Tại vì tôi chỉ là một cái người điều hành tham gia điều hành sản xuất của một cái doanh nghiệp nước ngoài. Tôi nằm trong một cái chuỗi khép kín, tôi không tham gia vào marketing, tôi cũng không hiểu cái quá trình marketing nó diễn ra như thế nào và đặc biệt là cái phương thức marketing với nước ngoài, tôi không hiểu. Khi đó thì tôi cứ mơ hồ là tôi cứ mua xưởng và làm, rồi nhận đơn hàng thì có những người hứa đưa đơn hàng làm. Và khi tôi ra tôi tiếp cận thực tế thì tôi thấy là nó khó hơn nhiều, nó phức tạp hơn nhiều. Tôi có thể chia sẻ một câu chuyện rất buồn với bạn là như vậy. Ngay năm đầu tiên thì chúng tôi lỗ nặng nề lắm. Thứ nhất là khi tôi bắt đầu công việc, tôi chưa có khách hàng, tôi chưa có công nhân có tay nghề và tôi cũng chưa hiểu về nghề nghiệp. Tôi phải trả tất cả mọi thứ tôi đều phải trả giá. Và năm đầu tiên thì tôi đã lỗ nặng nề. Cái người bạn làm chung tôi thì cảm thấy nản quá và anh từ bỏ công việc. Anh bảo thôi, anh dừng cuộc chơi ở đây và tôi lại đi tiếp. Năm bao nhiêu thì anh bạn của anh quyết định rút khỏi? Dạ, đến hết năm 2008 thì người bạn, tôi nhớ là khoảng tháng 12 năm 2008 thì người bạn đó bạn cũng rất là buồn. Bạn đến gặp tôi trong cái cuộc họp, bạn nói chắc là có lẽ tôi từ bỏ cuộc chơi từ đây. Thì tôi cố gắng thuyết phục bạn nhưng mà bạn nói thôi chắc là không thể tiếp tục với cái tình hình công ty hoạt động không khả quan lắm. Lúc mà bạn anh chia sẻ với anh là sẽ rút lui như vậy thì lúc đó cảm giác của anh như thế nào ạ? Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy hụt hẫng.
thì tôi nghĩ là có hai người bạn đồng hành. Chúng tôi có ba cổ đông, nhưng mà hai cổ đông chính là vận hành công ty. Thì tôi ít nhất công ty cũng phải còn có hai trụ cột. Bây giờ chỉ còn một mình tôi. Thì bạn nghĩ rằng khi đó tôi không biết gì về xuất nhập khẩu, tôi không biết gì về kế toán, và tôi biết một chút về hành chính nhân sự. Thế thì tôi cũng phải làm. Tôi cũng phải lo về sản xuất. Rồi về mặt phát triển sản phẩm mới, tôi cũng phải đảm đương luôn. Như vậy thì tất cả gánh nặng nó đổ vào thôi. Khó khăn như vậy, rồi cái bàn công sự, cộng sự thì cũng đã rút rồi. Mà lúc đó anh nghĩ gì mà anh lại không rút à? Thật ra thì ngay từ nhỏ thì tôi không có khái niệm là đầu hàng. Cái việc gì tôi làm, tôi quyết làm đến cùng. Mà bạn nghĩ vừa bắt đầu vào một cuộc chơi, tôi dừng lại cuộc chơi đó và tôi bán công ty, thì tôi cảm thấy là tôi không còn chỗ đứng trong một cái xã hội như vậy. Tại vì mình đã rất tự hào và muốn làm cái gì được để chứng minh là người Việt mình làm được. Mà mới vừa một năm sau thì mình lại từ bỏ cuộc chơi. Do đó tôi phải tiếp tục tôi đi. Một mình cũng quyết định đi. Sau đó thì anh làm gì để có thể bắt đầu thay đổi doanh nghiệp của anh ạ? Tôi ngồi lại, tất cả tôi đưa lên cái ma trận tôi tính toán. Như vậy thì bây giờ điểm mạnh mình ở đâu, điểm yếu ở đâu, và định vị và cái chiến lược mình đi là như thế nào. Tôi đổi cả chiến lược về cái dòng hàng, tôi thay đổi dòng hàng. Tôi đánh mạnh vào thị trường Mỹ, tôi tìm kiếm các khách hàng Mỹ, và tôi tìm kiếm những người có khả năng quản lý sản xuất tốt về với công ty. Và từ đó thì tôi bắt đầu vào cuộc chơi. Tìm kiếm khách hàng là các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu như vậy thì nó có khó khăn gì không ạ? Theo tôi là cực kỳ khó. Anh có thể vui lòng chia sẻ một kỷ niệm nào đó về việc ban đầu tiên anh tiếp cận với lại khách hàng xuất khẩu mà khó khăn như thế nào đó không? Dạ, cái ngày đầu tiên khi mà tôi điều hành doanh nghiệp thì bất chợt tôi được tin là có một khách hàng người Hàn Quốc họ đến. Họ đến thì tôi cũng ra tôi chào. Nhưng mà tôi mời vào văn phòng thì ông bảo khỏi, để ông xuống xưởng ông xem. Rồi thì tôi cũng chiều khách tôi dẫn xuống xưởng. Thế thì ông đi hết một vòng của nhà máy. Xong rồi ông quay qua ông bảo là thôi goodbye mày. Thế thì tôi chưa kịp nói một tiếng nào hết ông goodbye thì tôi cũng lịch sự tôi cũng chào lại. Rồi xong, thế là ra đi không trở lại. Thì tôi cảm thấy hụt sốc, cũng sốc, nhưng mà vừa tức. Tại vì tôi cảm thấy là ô, ông này ông coi thường mình quá. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi đi lại toàn bộ nhà máy để đánh giá lại và bình tĩnh trở lại. Người ta làm đúng, họ đã đúng và chúng ta đã sai. Vậy thì chúng ta phải sửa cái sai của chúng ta. Tôi họp lại hết mọi người là tôi nói bây giờ chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Ngay điểm bắt đầu chúng ta phải làm đúng, chúng ta không làm sai. Như vậy thì công việc đầu tiên chúng tôi là dọn dẹp hết, sạch sẽ hết mọi thứ của nhà máy. Mà những cái nào cần chúng tôi để lại không, chúng tôi tiêu hủy hết. Và chúng tôi bắt đầu, chúng tôi tìm kiếm đơn hàng, tập huấn công nhân đưa vào. Và bắt đầu các bản biểu quy định chúng tôi đưa vào. Trong một thời gian sau thì rất ngắn. Tôi nhờ người ta tìm hiểu thì họ lại tình cờ lại giới thiệu ngay ông khách đó, ông quay trở lại. Và anh đã có đơn hàng đầu tiên của chính ông khách đó. Nếu nói đơn hàng xuất khẩu thì đó là đơn hàng đầu tiên tôi xuất khẩu với ông khách đó là người Hàn Quốc. Sau đó thì mọi việc có thuận lợi không? Dạ, thật ra thì công việc nó cũng, bạn biết là điều hành một công ty nó có lúc lên lúc xuống. Thì cái công ty cũng đang khá bình ổn. Thì đến năm 2009 thì tôi lại gặp một cái sự cố mà có lẽ là cả đời tôi không quên được. Một cái sự cố rất lớn nó xảy ra. Và cái năm đó thì vào một buổi sáng vào năm 2010 vào tháng 12 ngày Noel, ngay ngày Noel thì tôi lại bị sự cố là cháy xưởng, hỏa hoạn một xưởng. Ngay thời điểm đó thì tôi có hai xưởng, tôi hỏa hoạn một xưởng. Thì ngay sáng ngày hôm đó một cái sự cố rất là đau lòng. Lúc đó thì mức thiệt hại nó như thế nào vậy? Và kết quả là toàn bộ cái phân xưởng đó nó cháy rụi vì không có phương tiện phòng cháy chữa cháy. Và tôi có cả 3 nhân viên phải nhảy từ trên lầu cao xuống để tránh lửa. Do người ta tập trung làm việc, người ta cũng không để ý tới cái hỏa hoạn. Đến khi đó thì lửa bắt quá nhanh. Nhưng may mắn cho tôi thì kế bên lại có một cái công ty đơn vị bạn.
các công nhân người ta đan tay nhau, khoảng 60 công nhân ra người ta đan tay nhau, thì cho ba em đó nhảy xuống. Cái mức thiệt hại lúc đó rất lớn. Rất lớn là so với doanh nghiệp của tôi. Vì chúng tôi là khi chưa có mặt bằng, chúng tôi phải thuê lại mặt bằng của một đơn vị nhà nước. Và sau khi mà tôi bị thiệt hại như vậy đó, thì lập tức là người ta phong tỏa hết mọi thứ. Từ tài khoản ngân hàng, tôi phải làm việc với phòng cháy chữa cháy, đến cái đơn vị cho thuê mặt bằng, người ta cũng chặn lại hết mọi thứ tôi. Đó là cái khoảng thời gian sau khi anh một mình điều hành doanh nghiệp là được bao lâu ạ? Dạ, 2 năm sau. Tức là năm 2008, thì người bạn đó đã rời bỏ cuộc chơi. Và đến cuối năm 2010, thì chúng tôi lại xảy ra hỏa hoạn. Có nghĩa rằng là mới vượt qua được một giai đoạn khó khăn, được một khoảng thời gian rất ngắn, thì anh lại tiếp tục gặp sóng gió nữa. Yeah. Lúc đó thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Anh có cảm thấy rằng là thử thách dành cho mình như vậy là quá nhiều và quá khó khăn không? Dạ đúng. Thật ra là khi đó thì tôi không còn cảm thấy, mà tôi bị sốc. Có thể là sau khi cháy xong thì khoảng 2 tuần lễ tôi không ngủ được. Mà tôi cứ phải ngồi. Khi tôi nhắm mắt lại là tôi thấy ngọn lửa nó bốc lên. Vì mọi thứ, mọi niềm hy vọng, tôi nghĩ một cái Tết tương đối thành công, nhưng mà một cái Tết nó trở thành thảm họa. Thì dần dần tôi bình tĩnh lại. Nhưng mà điều gì có thể khiến ông bình tĩnh lại nhanh như vậy? Thật ra thì bản thân tôi thì tôi cũng, như tôi nói rồi, tôi không đầu hàng. Cuộc sống tôi không đầu hàng. Bên cạnh đó tôi có cái nguồn động viên rất lớn là người nhà tôi. Tôi luôn là an ủi tôi, bảo là sóng gió nào nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta cố gắng và đồng tâm hiệp lực, chúng ta cũng vượt qua. Nghĩa là lúc đó anh đã chia sẻ với chị nhà? Dạ. Cụ thể thì lúc đó chị nhà đã an ủi anh ạ? Dạ. Anh có thể chia sẻ một xíu về cái thông tin đó không? Và sau khi mà bị sự cố như vậy thì tôi có gọi điện về, tôi báo là hôm nay có sự cố rồi. Thì ngay vợ tôi lập tức là hỏi tình hình như thế nào và chạy vào bệnh viện để thăm ngay ba em nhân viên và săn sóc các em nhân viên đó. Và đồng thời là bà tôi cũng rất là bình tĩnh, bảo là thôi bây giờ mọi việc nó đã xảy ra rồi, phải cố gắng bình tĩnh giải quyết, không được rối. Quan trọng nhất thời điểm này là bình tĩnh để giải quyết. Và tôi cũng cố gắng tôi bình tĩnh để tôi giải quyết công việc. Dù cái áp lực rất lớn, thì bạn thấy là áp lực ngay lúc đó là áp lực về ngân hàng, đặc biệt là cái dòng tiền khách hàng trả về là bị ngân hàng phong tỏa. Họ đợi mọi việc giải quyết xong, họ mới bắt đầu họ mở tài khoản trở lại. Và cái áp lực cũng rất lớn là áp lực về chủ nhà xưởng cho thuê. Người ta yêu cầu là phải tìm ngay một nhà thầu xây dựng gấp và làm hợp đồng cho thuê, chuyển một số tiền cọc vào để người ta tin rằng tôi sẽ tiến hành xây dựng lại nhà xưởng ngay. Nghĩa là người ta cũng cảm thấy rằng sau cú sốc đó mình khó mà đứng dậy, đúng không ạ? Dạ đúng. Nhưng mà cái trong cái quá trình mà thấy chị nhà thấy anh mà suốt 2 tuần liền không ngủ như vậy thì chị ấy không ngăn cản anh? Dạ không. Lúc đó chị nhà anh nói gì? Bà xã tôi có cái suy nghĩ như vậy, cũng biết tính tôi. Nếu tôi dừng lại, tôi đầu hàng, thì tinh thần tôi nó sẽ suy sụp hơn là tôi đi tiếp. Do đó bà xã tôi có nói như vậy, thôi cho em tham gia vào công ty, cùng giúp anh một tay. Khả năng tới đâu sẽ giúp tới đó. Và từ đó về sau thì bà xã tôi đã đồng hành với tôi trong cái công ty đồ gỗ này. Và ngay sau đây là ý kiến của những nhân vật đã cùng chia sẻ và đồng hành cùng ông Minh qua suốt quá trình gian nan mà ông vừa chia sẻ với chúng ta. Khi đó là nó chảy hết cả xưởng bên đó. Chỉ có một mình sếp Minh là đừng cầm cái bình xịt, xịt trong vô vòng thôi chứ cũng không có thể cứu được. Khi đó mọi người là chảy hết rồi. Thì chỉ biết là vậy đó, phải xếp xịt xong rồi xếp vừa gục luôn thì mọi người đợi xếp ra. Thì cảm thấy thấy tội xếp quá, thương. Khi đó thì anh bị stress rất là trầm trọng. Coi như là mình phải 24/24 là coi như là sát bên ảnh. Bất kể là ảnh đi đâu hay là trong ngủ cũng vậy. Ngủ thì giống như cái đó là ảnh bị stress rất nặng. Nhiều khi đang ngủ thì giống như ảnh bực giật mình như là quảng hốt rồi đó, giống như là đang xảy ra một cái trận hỏa hoạn đó, anh rất là quảng hốt.
thì khi đó thì mình cũng coi như là mình buộc mình cũng phải ngồi dậy, mình cũng trấn tĩnh ảnh. Rồi thì nói chung thì trong cũng kéo dài, cũng thời gian khá dài, thì từ từ ảnh mới giảm được cái cơn stress đó, rồi ảnh mới là cũng định lại được. Lúc đó chị có lo lắng không? Lo chẳng lắm không? Lúc đó thì mình rất lo lắng, cho nên là hầu như cái công ty của riêng mà mình đang quản lý thì mình sắp xếp lại cho cái nhân viên để các em nó làm, nó quản lý là bên đó. Còn mình thì hầu như là suốt ngày là mình đi sát bên ảnh không. Ảnh đi nhiều khi tại vì anh Minh thì thường là tự mình lái xe chứ không có tài xế, cho nên vào cái giai đoạn đó thì mình phải ở sát bên ảnh. Để khi ảnh lái xe thì mình sẽ tìm những câu chuyện nào đó hoặc mình quan sát ảnh để mình trấn tĩnh ảnh, cho ảnh vững tâm để mà có cái tinh thần không có bị căng thẳng rồi xảy ra những cái chuyện không hay. Rồi sau đó thì mình cũng cùng với ảnh để vượt qua cái khó khăn đó. Cứ như sau đó là mình đã sắp xếp, thì trong thời gian đó là mình đã cùng với ảnh là phải đi tìm những cái giống như những cái nhà xưởng để mà mình thuê, mình làm sao mà có thể đưa sản xuất vào trở lại trong cái giai đoạn gọi là sớm nhất để mà có thể mình xuất hàng được cho các khách hàng. Tại vì bên mình đặc thù của nó là toàn bộ hàng chỉ xuất đi nước ngoài thôi, mình không làm trong nước. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì khách hàng người ta cũng thông cảm, người ta cũng cho mình cái thời hạn giao hàng chậm lại. Cho nên bằng mọi cách là làm sao phải đưa sản xuất coi như hoạt động trở lại trong thời gian nhanh nhất. Nhờ đó thì là cách giúp anh ấy vượt qua stress. Dạ. Quay lại câu chuyện với ông Minh. Phải nói rằng là anh có một người bạn đời rất là ăn ý. Tôi cũng cảm ơn là tôi có một cái bà xã đó hiểu biết tôi, hiểu tôi, đồng hành cùng tôi trong một đoạn đường dài. Và đặc biệt là vượt qua những cái giai đoạn đầy khó khăn trong cuộc đời, cũng như trong cái việc mà điều hành doanh nghiệp. Ông đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào ạ? Sau đó tôi phải ngồi tôi làm việc cả mất 10 ngày. Tôi phải làm, thứ nhất là tôi phải tổ chức cho một cái nhóm khác đi tìm ngay mặt bằng để tái sản xuất lại trong thời gian ngắn nhất có thể. Một mặt là tôi phải làm việc với các đơn vị phòng cháy chữa cháy để khắc phục, trình báo cái hậu quả của đám cháy, điều tra nguyên nhân đám cháy. Cái việc lớn nhất là tôi phải tìm ngay một nhà thầu và làm một cái hợp đồng cam kết, một bản cam kết với đơn vị cho thuê nhà xưởng là tôi sẽ xây dựng ngay tức thì. Và tôi chuyển ngay một số tiền nhất định vào đặt cọc ngay trong tài khoản của họ. Thì khi đó họ mới tin rằng là tôi có khả năng làm được. Mà sau khi mà tôi xây dựng là nhà xưởng xong, cái ngày mà khánh thành nhà xưởng, thì chính cái anh giám đốc của một công ty đó, công ty nhà nước, anh giám đốc anh đến anh nói là anh không ngờ em nói và em làm được, và em có thể vượt qua hết mọi thứ, xin chúc mừng em. Khi mà thành lập doanh nghiệp lại nó hoàn toàn thuận lợi à? Thật ra thì nó cũng không thuận lợi lắm bạn. Lúc nãy tôi có một cái câu chuyện nó rất lớn. Sau khi mà doanh nghiệp tôi cháy, thì chúng tôi, các nhân viên, họ trong vòng 2 tuần lễ thôi, họ đã đi tìm được mặt bằng, họ setup máy móc trở lại, họ cho hoạt động trở lại để nhanh chóng sản xuất, kịp xuất hàng. Như vậy thì chúng tôi cố gắng phục hồi nhanh. Niềm vui chưa đến đó, vừa hoạt động, tái hoạt động trở lại một cái phân xưởng mới đó, thì giám đốc sản xuất và phó giám đốc của tôi rủ áo ra đi. Thì bạn thấy khi đó tôi lại trở về cái trạng thái là tôi chỉ có một mình, tôi lại điều hành doanh nghiệp tiếp. Tại vì tất cả nằm trong kế hoạch của những vị đó là họ đã có kế hoạch họ thành lập doanh nghiệp riêng rồi. Và sau thời điểm đó là thời điểm tốt nhất để họ ra đi. Nhưng mà để anh lại một mình như vậy thì cảm giác của anh về nhân sự của mình lúc đó gì? Đầu tiên là cảm giác đầu tiên của tôi là cay đắng. Tôi đắng lòng. Nhưng tôi nghĩ là bây giờ cái cú sốc trước tôi đã vượt qua được. Cú sốc này tại sao không? Tôi vẫn vượt qua được. Cái chuỗi điều hành doanh nghiệp là chúng ta phải biết vượt khó. Khi đó thì trong thời gian mà tôi điều hành hơn 2 năm điều hành doanh nghiệp đó, thì tôi đã âm thầm tôi học. Tôi học về thiết kế, tôi học về các mẫu mã hàng hóa, về các tiêu chuẩn sản xuất, thậm chí là các quy trình sơn tôi học hết. Do đó khi mà các vị đó bỏ nhà máy ra đi, thì có một người khách hàng hỏi tôi như vậy: "Ok Minh, mày có điều hành được doanh nghiệp hay không? Làm sao dám đưa đơn hàng cho mày làm đấy?" "Ok, không có vấn đề. Cứ đưa, không cần đưa nhiều. Đưa đơn hàng trước đã từng đưa. Bây giờ anh cứ đưa đấy, tôi sẽ làm. Khi tôi làm rồi và tôi sẽ phát triển mẫu mới cho anh xem. Nếu tôi phát triển được thì ok, tại sao không? Anh đến đây." Nhưng mà trong lòng anh thì anh có cảm thấy trách hay thất vọng không? Bởi vì
anh đã gặp rất nhiều khó khăn như vậy, mới bị một cú sốc về việc cháy nhà máy như thế mà anh em làm lâu năm lại có thể rời đi như vậy? Thật ra thì thất vọng thì có, nhưng mà trách người ta thì tôi cũng không trách. Vì người ta có tham vọng lớn là tốt, tôi chỉ buồn là từ ngay cái thời điểm mà tôi vừa rớt xuống, tiếp tục rớt xuống, thì các vị đó lại không đồng hành tiếp với tôi. Và cũng là cái dịp đó để tôi có thể mạnh mẽ tôi đứng lên và tôi chứng minh cho khách hàng thấy rằng là tôi có thể làm được mọi thứ. Và đến ngày nay thì khách hàng không bao giờ còn hỏi là ô mày có thiết kế được hay không, mà khách hàng hỏi tôi là có thiết kế nào mới hay không, chia sẻ đi. Đó là một thành công. Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy thì ông thấy rằng là cái đoạn đường mình đi cho vất vả lắm. Đúng là cái đoạn đường qua đầy sóng gió, phải nói là đầy sóng gió, mà tôi cũng rất là khó hình dung sau lúc đó cái năng lượng mình quá lớn, cái kiên trì để vượt qua. Có bao giờ anh thấy rằng là cái công việc kinh doanh này nó quá phức tạp và mệt mỏi không? Dạ có nha. Có nhiều lúc tôi cũng rất căng thẳng vì cái áp lực của sản lượng phải xuất đi, áp lực thời gian xuất hàng, áp lực về dòng tiền, áp lực về nhân sự và áp lực thay đổi công nghệ nhanh. Như vậy thì công việc nó rất là căng thẳng. Áp lực chưa bao giờ dừng lại bởi sóng gió là điều liên tục diễn ra trong hơn 10 năm ông bước chân vào thương trường. Đó là những thiệt hại nặng nề chỉ vì công nhân vô ý cắt một chiếc đinh được đóng dưới chân ghế để phủ sơn thay vì rút ra, mà ông phải bồi thường cả những thiệt hại liên quan là tấm thảm nhà cao gấp nhiều lần so với giá trị chiếc ghế mà ông bán được cho khách hàng Nhật, hay là sự bất cẩn của nhà cung ứng khi nguyên liệu mốc mà ông phải chịu thiệt hại nặng nề và đối mặt với nguy cơ mất uy tín. Tuy nhiên, ông đã vượt qua tất cả. Sếp là một người lãnh đạo chính trực, luôn luôn tiên phong và luôn tạo cảm hứng cho nhân viên. Và đặc biệt nhất là sếp luôn quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân viên. Sếp là một người lãnh đạo rất giỏi và luôn truyền những cái cảm hứng cho nhân viên rồi á. Những khi mà nhân viên gặp công việc khó khăn á, thì sếp hay động viên, rồi hãy chỉ cho lối đi ra cách làm để vượt qua. Như kiểu trong cuộc sống vậy, sếp chỉ dạy từng tí. Mình cảm thấy rất là hãnh diện, tại vì ảnh là một cái người làm việc hầu như là rất là chăm chỉ mà rất là quyết tâm. Một khi đã không đặt ra một cái mục tiêu thôi, đã đặt ra rồi thì mới quyết tâm vươn tới. Và ảnh luôn luôn phấn đấu để càng lúc càng ngày là mình phải càng vươn cao lên hơn, chứ cũng không có bao giờ mà ảnh chịu là dừng lại. Gặp khó khăn thì cũng cố gắng mà vượt qua. Đến nay, sau hơn 10 năm vượt thử thách, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến gỗ Tường Văn đã trở thành một trong những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ uy tín với nhà máy sản xuất có quy trình, thiết bị tiên tiến theo phương pháp sản xuất tinh gọn Lean Production và đạt tiêu chuẩn chất lượng FSC Score M1, Score M2. Nhờ vậy, dù có quy mô đến gần 300 nhân viên với thị trường chính là Mỹ, Canada, Australia, những thị trường khó tính nhất thế giới, nhưng đơn hàng luôn đảm bảo hoạt động sản xuất của nhà máy với doanh số đạt 3,5 triệu đô la Mỹ trên một năm, mức tăng trưởng hàng năm gần 15%. Có thể nói thành tựu đã đến đền đáp cho những nỗ lực nhiều năm, thế nhưng không dừng lại tận hưởng cuộc sống. Ông Lê Văn Minh lại tiếp tục tham gia ban chấp hành Hiệp hội Gỗ Bifa, trưởng nhóm CEO Đất Việt và tiếp tục tham gia đào tạo hệ thống Lean theo dự án SCORE, đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp trong ngành. Bởi với ông, sau nhiều năm gắn bó với đủ cung bậc cảm xúc, ngành gỗ đã trở thành niềm đam mê mà ông mong mỏi phát triển trường tồn. Tại sao anh lại nghĩ đến việc đi giúp các doanh nghiệp khác đào tạo nhân sự ? Tôi nghĩ các bạn biết là các cái yếu tố mà để nó cấu thành cái hoạt động sản xuất của chúng tôi gồm có nguyên liệu, máy móc, thiết bị và con người, môi trường làm việc, nhân dân. Thì bây giờ cái máy móc thì hiện nay là chúng ta đang ở cuộc cách mạng 4.0. Và bạn muốn cuộc cách mạng mấy cũng phải có con người, không thể bỏ yếu tố con người. Mà yếu tố con người hiện nay là cái điều mà các doanh nghiệp đang lo lắng. Vì các em sinh viên mới ra trường hoặc là những người công nhân, những người nông dân, họ biến thành những người công nhân chưa được đào tạo. Họ chưa được đào tạo kể cả an toàn lao động, chưa được đào tạo về kiến thức nghề, chưa được đào tạo về luật lao động. Các em sinh viên ở trường ra
chưa được đào tạo về kỹ năng tiếp cận với công việc, chưa được đào tạo về tư duy, cái thái độ nhìn nhận với công việc. Mà ngày nay nhà trường cứ đào tạo là các em khởi nghiệp làm chủ. Tôi thấy là các doanh nghiệp họ hầu như họ trăn trở rất nhiều. Và tôi nghĩ như vậy bạn. Nếu tôi xem các doanh nghiệp khác là đối thủ thì người ta cũng xem tôi là đối thủ. Như vậy tại sao chúng ta không biến tất cả thành bạn, là dùng tận dụng thế mạnh của nhau để chúng ta nắm tay nhau mà phát triển? Vì chiến lược cạnh tranh nó rất khốc liệt. Mà đã là cạnh tranh, đã là bạn thì tính chất cạnh tranh nó khác. Mà đã đối thủ thì cạnh tranh sẵn sàng triệt nhau. Thậm chí cái chiêu cạnh tranh mà mọi người nói là cũ nhất, bẩn nhất vẫn là chiêu hạ giá. Mà chính cái chiêu hạ giá đó là chiêu tự giết chúng ta và giết đối thủ, kết liễu đối thủ luôn. Như vậy thì tất cả đều là điêu tàn, bắt buộc người ta phải tìm ra con đường mới. Mà muốn làm được điều đó thì tất cả phải cùng nhau, cùng tiến, cùng ngang bằng với nhau về cái trình độ quản trị. Và tôi có tham gia vào trong cái vai trò là cái ban chấp hành của Hiệp hội Gỗ Bình Dương. Tôi nhận được nhiều thông tin. Do đó tại sao tôi là một cái cầu nối, tôi chạy như con thoi giữa các trường, như là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, trường Đại học Nông Lâm, Cao đẳng Nghề Miền Đông và một số cái trường khác, để tôi kết nối, đưa ra những cái tiêu chí, chọn cái nguồn lực cho ngành. Ở đây là một sự hợp tác, một sự cống hiến. Chúng tôi cống hiến cho hiệp hội, cho ngành. Chúng tôi cống hiến không mong nhận lại, mà chúng tôi chỉ mong là có một cái thái độ đúng đắn với nhau thôi. Anh có thể vui lòng chia sẻ là niềm tự hào của anh nhất trong suốt cái chuỗi thời gian dài một mình chống chọi với doanh nghiệp là gì không? Công ty, có những em vào công ty là vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng. Nhưng ở đây nó không có lá vàng khô, mà ở đây cả một cái vùng cỏ cho các em đó. Tức là có nghĩa là ở đây chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đào tạo từng bước nhân viên, từng bước chúng tôi đào tạo, chúng tôi dìu dắt. Có những em đã thoát ra ngoài, đã làm ở vị trí cao hơn. Cái dòng đời nó trôi qua, cái dòng người cũng vào công ty rồi họ trở ra, có những người còn ở lại. Thì những người còn ở lại họ cũng có những cái vị trí tốt hơn, họ cũng hài lòng hơn. Nhưng cũng như người ra đi, có những người cũng vẫn nhớ về công ty. Và tôi cũng mỉm cười khi những người đó thành đạt với cuộc đời của họ ở một vị trí mới. Vì trong đó chúng tôi cũng có góp phần để tạo cho họ một cái giá trị nhất định. Còn bản thân anh thấy rằng là anh có gì sau gần 10 năm, hơn 10 năm đi làm doanh nghiệp ạ? Bản thân tôi thì tôi trải qua một cái thời gian 10 năm làm doanh nghiệp. Thì bạn thấy là nó rất là bao nhiêu cái cảm xúc nó lẫn lộn. Thì tôi cảm thấy cô đơn. Cô đơn trong cách giải quyết vấn đề. Cô đơn trong cái cách mà nhân viên mình quá thụ động, để chỉ đón nhận mệnh lệnh mà họ không hề có sự năng động. Tôi cô đơn sau khi hồi chuông cuối ngày báo lại. Tôi là người ngồi cô đơn lặng lẽ ở trong phòng để hoạch định cho công việc sắp tới hoặc giải quyết những công việc dở dang. Tôi thấy đoạn đường sau nó đi ra sau nó quá cô đơn. Anh có hối hận về con đường mà đi không ạ? Dạ không. Tôi không hề ân hận về con đường mà tôi đi. Mà tôi chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ đi cách nào để nó tốt hơn thôi. Tôi vào nó một dịp tình cờ. Tôi nghĩ là nó đi thoáng qua trong đời tôi. Như nó gắn liền 10 năm, nó trở thành một cái người bạn đồng hành với tôi. Nó làm tạo cho tôi biết bao nhiêu cú sốc, bao nhiêu cái buồn, nhưng cũng có nhiều niềm vui mang lại. Do đó thì tại sao tôi phải từ bỏ? Tôi vẫn đi tiếp được, khi tôi còn đủ sức tôi vẫn đi tiếp. Làm gì có vinh quang nào mà không có cái giá của nó, đúng không ạ? Yeah. Một lần nữa xin thay mặt ekip cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện thú vị với chương trình. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ góp phần giúp các CEO tương lai dự liệu được khó khăn khi mà họ thực hiện tham vọng của bản thân. Và các CEO hiện tại thì có thể rút được kinh nghiệm để điều hành doanh nghiệp tốt hơn. Chúc ông sức khỏe, thành công để cùng chung tay xây dựng ngành gỗ Việt Nam phát triển bền vững ạ. Dạ, xin cảm ơn. Đến đây chương trình diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.